lao động. Thời gian cài đặt là 45 giây. Và quảng cáo vào. Thống chặt cửa vào. Và bấm công tắc để cho máy chạy. Khi kết thúc 45 giây thì máy sẽ được ngắt. Và chúng ta hãy cùng xem đã ra như thế nào. Của chúng ta rất là sạch vải. Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takio. Và con máy tiếp theo Ngọc Lan xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đó chính là con máy Takio TK500. Với đó chính là con máy đánh vẫy cá. Với con máy Takio TK500 này thì quý vị và các bạn trong một mẻ cá có thể đánh được từ 1 đến 15kg cá trên một lần nè. Và có thể làm sạch cá của mình đến lên đến 99%. Và độ chảy xước của cá chỉ đạt từ 1 đến 3%. Thế và đó là máy được thiết kế bộ điều khiển hiện đại thông minh, có thể điều chỉnh hẹn giờ, cũng như là có thể bật công tắc khởi động trong vòng một nút ấn là được nha. Và với con máy Takio TK500 này, quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm là cá của mình sau khi làm xong sẽ không bị chảy xước. Bởi vì hệ thống làm việc cũng như là trục rulo của máy được làm rất là dày dặn và chắc chắn. Nhờ đó mà cá của chúng ta ra rất là sạch